Chào mừng các bạn đã đến với kênh. Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là hai con cá shinter các bạn. Đây là cá shinter đầu tiên nè. Đó. Chân móng đồ hoàn thiện shinter đầu tiên các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện đòn dài nè. Đó. Tại mình quay trong chuồng hơi tối nha các bạn. Sải tích thì nghiêm chỉnh nè. Rúng chiền. Rúng chiền nha các bạn. Rúng chiền. Đó. Chân móng hoàn thiện rúng chiền. Trong 1m2 bò, con này thì chủ báo giá là 20 triệu các bạn, 20 triệu. Chân móng nè, hoàn thiện hết. Dền vàng các bạn, cao vàng nha. Chân kiền khú hết các bạn, rúng rúng chèn, yếm dày, sải tích nghiêm chỉnh. Lưng thẳng băng các bạn ơi, lông đuôi là một chùm. Trong 1m2 bò, giá 20 triệu các bạn, giá 20 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng nè đều hoàn thiện hết các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nha, không lan giá các bạn, không lan giá. Cao 1m2 bò, giá 20 triệu các bạn, giá 20 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn, mình comment dưới màn hình video. Các bạn thấy không? Không lan giá chỗ nào hết các bạn, chân móng hoàn thiện hết, chung là quyền bò hết các bạn. Đó, con này nó đang lên giống luôn nha các bạn, con này nó đang lên giống luôn nha. Đó, còn con này thì bơm 3B được 1,5 tháng nè các bạn, cũng shinter luôn, 3B được 1,5 tháng, lông đuôi cũng một chùm, chân móng thì hoàn thiện, rúng rúng dài, sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn, sải tích thì nghiêm chỉnh, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết, đỏ ao các bạn ơi. Không lan giá chỗ nào hết các bạn. Cái xin này thì chủ báo giá là 23 triệu các bạn. Cao 1m23 bò luôn các bạn. 23 triệu, cao 1m23 bò luôn các bạn. Lông đuôi một chùm. Quả đen. Sải tích đầu là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích đầu là nghiêm chỉnh hết. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình nha các bạn. Đây, xe mặt nè, xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Rúng nè, rúng dài nè. Đó. Rúng dài, đòn dài luôn các bạn. Bơm 3B được 1,5 tháng các bạn. Cao 1m23 bò đồ ngay xe lưng nè. Xe mặt nè. Xe mặt nè, xe lưng nè, nghiêm chỉnh nha các bạn. Xe mặt, xe lưng đồ là nghiêm chỉnh nha. Rúng, rúng dài nè. Lông đuôi một chùm. Lông đuôi một chùm các bạn. Quà đen, giá 23 triệu, bơ được 1,5 tháng. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Dưới màn hình video. Dàn chân móng đã hoàn thiện hết các bạn. Cao 1m23 bò các bạn. Cao 1m23 bò. Giá 23 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại con cái xin bơ được 1,5 tháng, cao 1m23 bò, giá 23 triệu. Cái xin tơ còn lại cao 1m2 bò đang lên giống, giá 20 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.